Hôm nay David lại tiếp tục phân tích với mọi người về tình hình diễn biến thị trường. Chúng ta vẫn theo các cái tin tức của giá dầu. Hôm nay thì có cái mốc điều chỉnh của giá dầu ở cái UK Oil ở vùng 24.12, nó vẫn đang chạy theo giá dầu. US Oil 17 đô, đúng không ạ? Vẫn chạy theo giá dầu. Trước khi vào các cái điểm tin, chúng ta thấy được là sự hấp dẫn và giá đã được kích hoạt tăng của Bitcoin từ cái vùng 7.100 lên vùng 7.544, đúng không ạ? Và ngày hôm qua đã kích hoạt tầm vùng 7.700. Nhưng mà trước khi vào chi tiết, chúng ta điểm qua một số các cái thông tin. Và chúng ta cũng đừng quên theo dõi các cái kênh thông tin tại Ông Già Đầu Tư, Thế Giới Đầu Tư, Nguyễn Quang Học. Chúng ta cũng xem các thông tin David sẽ cung cấp các khóa học tìm kiếm khách hàng cho các bạn IB. Đó. Đây, sáng nay thì trước khi vào cái tin này, chúng ta sẽ xem cái kèo của ngày hôm qua. Hôm qua thì team của David đã tăng theo đúng ý đồ phân tích, đúng không ạ, từ 71, đúng không ạ, và đưa ra các mốc 7.600, 7.700, đúng không ạ. Mục tiêu tăng của Bitcoin sẽ lên vùng 8.000 và 8.600. Mốc quan trọng phá được 7.300 rồi thì chúng ta cần kiên trì chờ đợi. Đây là những cái bản tin của ngày hôm qua mà chúng tôi đã phân tích. Ngoài ra cũng có những cái tin của Euro, đúng không ạ? Giảm trở lại hơn 80 pip, thì các cái tin tức của Euro là cho các cái xu hướng giá giảm của Euro. Giá dầu thì cũng đang ở một kênh xu hướng và điều chỉnh, đúng không ạ? Và giá vàng chúng ta cũng có các cái tin tức với các cái số lượng căn hộ ở Mỹ giảm mạnh, do vậy là các cái tín hiệu và báo cáo doanh nghiệp cũng như là các vấn đề về thị trường Mỹ khiến cho đồng USD giảm mạnh và giá vàng đã tăng cao, thì chúng ta có thể theo dõi các cái tin tức của các cái thời sự để chúng ta có thể theo dõi các con sóng của Bitcoin, các vấn đề, đúng không ạ? Thì chúng ta, ngoài ra chúng ta cũng theo dõi và ấn subscribe kênh đầu tư gì.vn, là cái kênh video cùng với David. Chúng ta có các cái phân tích về robot auto trade, các tỷ lệ phân tích của Bitcoin, các khóa học đầu tư, tìm hiểu các cơ hội về dầu. Hôm trước thì chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều các cái cơ hội về dầu. Nếu ai đã để ý thì chúng ta đã mở tài khoản để chúng ta tham gia đầu tư dầu. Những người mở tài khoản ở link Hot Forex hay là Xnet ở dưới cái link của các video mà tôi có gửi cho mọi người và ở dưới video này, thì chúng ta có thể chat Zalo để hướng dẫn cách mua, để chúng ta tránh bị phí qua đêm cũng như là chênh lệch giá nó lớn quá, cũng như là tránh cái thời gian đáo hạn. Do vậy chúng ta nên mua theo điểm thôi, spot thì sẽ tốt hơn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tin tức của ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm này thì các tin tức của phiên Âu đã đưa ra các cái mốc và các cái giá trị của thị trường lúc này. Euro, CHF, USD, CHF, đồng USD đang có cái xu hướng giảm điều chỉnh so với các cái đồng tiền khác. Bảng Anh, đúng không ạ? Do đồng USD có các xu hướng điều chỉnh, đúng không ạ? Do vậy các cái con sóng của bảng Anh để chúng ta có thể tính toán được các cái điểm vào. Các mô hình, các mốc được điểm vào cũng như là các mức cản tạm thời của giá thì chúng ta theo dõi về các cái mô hình giá vàng. Giá vàng đang cho các cái mốc điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Đây là chúng ta đã theo dõi các cái kênh để chúng ta nhìn thấy các cái mô hình giảm của giá. Các cái kênh lên, sau đó các mốc điều chỉnh thì chúng ta sẽ xem. Bitcoin lại tiếp tục lên, đúng không ạ? Các cây nến xanh, đúng không ạ, có độ rút chân, tuy nhiên là gì ạ, tôi hy vọng rằng nó sẽ giữ được ở các cái mốc này và các cái vùng cản tại các cái khung giá 77 78, được coi như là một mức cản cứng. Chúng ta thấy được các cái đỉnh nến của vùng 79 73, ngoài ra nó chinh phục ở các cái vùng cản là 77 53, này cũng là một trong những mốc cản, các vùng giá để nó có thể đánh thủng ngày hôm nay.
Tôi hy vọng rằng là sẽ có những cái cú đảo chiều để chúng ta, đặc biệt là rất nhiều người đã đang đón đỉnh của Bitcoin. Đúng không ạ? Tôi cũng đang có cái sự điều chỉnh, mong muốn sự điều chỉnh để về cái vùng giá 7289 rồi mới lên tiếp. Thì hy vọng rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái cú gì ạ? Hạ sáng nay các cái con sóng mà nó hạ được, đúng không? Ở cây nến này đã có cái mốc buổi sáng sớm này về vùng sâu nhất là vùng 7429. Tuy nhiên là cái con sóng này được coi như là một sóng tăng giá và nó sẽ tìm về rất nhiều các cái vùng giá để mà gì ạ? Để có thể đưa lên các cái mốc cao hơn, đó là test các cái vùng 8156, đây là cái để vỡ ra được cái vùng 7879 thì mới có thể về được các vùng 8134, 8156. Vậy thì các cái tin tức cho thấy rằng là giá dầu, giá Bitcoin và giá vàng được coi như là trọng tâm của các mô hình đầu tư lúc này. Rất nhiều các chỉ số, đúng không ạ? Họ đã đưa ra các chỉ số IPO dự kiến, đúng không ạ? Của Đức, đúng không ạ? Đang thuộc dạng là gì ạ? Rất là xấu. Ngân hàng của Mỹ, Merrill Lynch, số lượng khoan dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10. Số lượng khoang dầu đã giảm xuống mức thấp nhất, các khoang chứa dầu. Thì hôm nay tôi đọc rất nhiều bài nói về cái giá dầu, ngoài cái việc chiến tranh giữa Mỹ và OPEC cũng như là có sự Nga can thiệp cũng cộng hưởng với cái việc là Ả Rập, thì các kho chứa dầu gần như là gì đã kín, đã chật. Chính vì thế nên là chỉ có đổ đi thì bắt đầu mới có thể chứa được thêm. Chính vì thế nên là giá dầu nó giảm thảm hại. Vì giả sử như chúng ta có muốn mua nước thêm mà tất cả các đồ chứa của chúng ta đã chứa hết rồi thì chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào cả. Do vậy là gì ạ? Gần như là dầu không còn chỗ chứa nữa, khiến cho gì ạ? Nguồn cung dư thừa, mà có khả năng đến tận tháng 5, tháng 6 nguồn cung nó mới có thể là gì ạ? Và được sử dụng cạn kiệt, cũng như là các nhà máy lọc dầu cũng như là quy đổi được sử dụng cho cái việc sản xuất cũng như là các vấn đề về giao thương, giao thông thì mới có thể gì ạ? Sản xuất bớt đi được cái lượng dầu mà đang trữ được trong bồn. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy được nền kinh tế nó bị tổn thương, khiến cho rất là lâu mới có thể phục hồi, khiến cho giá dầu có thể còn tệ hại nữa. Thì trên cái tài khoản chúng ta có thể nhìn thấy các cái con sóng của dầu nó có thể là gì ạ? Nó có thể xuống rất là sâu. Có thể đây nó chỉ là một cái cuộc phục hồi của giá dầu suy giảm. Vậy thì tôi vẫn cho các cái ý kiến là gì ạ? Giá dầu được bán ra theo cái phân tích kỹ thuật, theo breakout, khi mà giá dầu có thể gì ạ? Nếu những người trữ thì có thể lâu dài, tuy nhiên là gì ạ? Các cái hướng phân tích được đánh hiện tại đang ở vùng 17.41, tôi có thể kỳ vọng là giá điều chỉnh, đúng không ạ? Các cái vùng bán rồi thì có thể đi lên một chút, sau đó bắt đầu mới xuống. Tôi vẫn cho các thành viên có thể là bán ở các vùng 17, 18, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Kỳ vọng giá xuống. Vậy thì khi mà một cái con sóng mà nó đã xuống đáy thì người ta nói rằng là trữ sẽ rất ok, nhưng với điều kiện chúng ta phải ngồi yên và chúng ta có được các cái lượng tiền để đủ có thể cover khi giá xuống để bình quân giá. Tuy nhiên nếu trong trường hợp các cái mô hình lướt sóng, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là gì ạ? Giá có thể đi về các vùng test ở các cái vùng rất là sâu, đúng không ạ? Rất là sâu, đúng không ạ? Vùng 16.43 đối với US Oil. Vậy thì các mô hình dầu nó vẫn có thể xuống được nữa. Như vậy gửi những ai những thông tin mà mọi người đang nghiên cứu về giá dầu thì hoàn toàn có thể theo dõi các cái mốc điều chỉnh để có thể bán ra để có ăn lướt sóng. Tuy nhiên những người trữ thì có xu hướng là mua ở các vùng giá thấp hơn để chúng ta có thể lựa chọn. Thì hôm qua tôi có làm một cái bài nói về các thành viên trữ dầu như sau. Một anh A mua dầu ở giá 24 một lót, 23 một lót, đúng không? Giá 19 một lót, tổng anh sẽ trữ được 600 thùng dầu, tức là 6 lót. Do vậy anh chờ đến 25, 27, 28 anh có thể chốt lời. Anh B thì có thể bán dầu 24 xuống 22, sau đó chờ, đúng không? Và chị C bán dầu 24 xuống 19, đúng không? Toàn bộ tất cả những cái quy trình đấy thì có thể là gì ạ? Là chúng ta sẽ xem được các cái mô hình và cái quy cách đầu tư, cũng như là đưa ra là các cái giá trị về đầu tư để chúng ta có thể thấy được cái sự hiệu quả. Từ đó chúng ta mới biết được là các cái phong cách đầu tư nó như thế nào, có thể chọn cái vùng giá thấp để chúng ta mua vào,
hoặc chọn về vấn đề gì ạ, điều chỉnh giá để chúng ta gom hoặc là chờ các cái xung lực cao lên, đúng không ạ? Sau đó phá vỡ để chúng ta có thể bán ra. Cũng giống như giá vàng, hiện tại giá vàng cũng được coi như là giá rất là cao. Sau khi đạt được cái mốc khá là cao gần như là gì ạ, đạt đỉnh, chúng ta còn thua mỗi cái đỉnh 1900 trong quá khứ, mà nó có thể gì ạ, tiệm cận trong lúc này, lúc khủng hoảng, đúng không ạ, 1908, khi mà các cái đợt khủng hoảng tài chính diễn ra năm 2009. Vậy thì nó tạo ra các mô hình, đúng không ạ, mô hình đáy, mô hình các cái đáy đáy sâu thấp hơn đáy trước. Nay nếu nó test về các vùng 1792 và các cái vùng như 1788 thì hoàn toàn nó có thể chinh phục ở các mốc 1904. Do vậy là gì ạ, những người mà dình để những cái cơn sóng này để bán vàng ra, đúng không ạ, đó cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta có được cái tài khoản để chúng ta chịu đựng được các mốc giá. Và giá nó không thể lên cao mãi và giá nó không thể thấp mãi. Chính vì thế nên chúng ta chờ đợi những cái cuộc lội ngược dòng lịch sử, ví dụ tạo ra mức cản 1784, đúng không ạ, và 1784 nó sẽ chinh phục, nó sẽ test đi test lại vùng 1784 sau 1808, sau đó nó sẽ gì ạ, tìm về các vùng 1916. Đây là những cái mốc giá. Nhưng mà mốc giá này nếu trong trường hợp nó chinh phục được thì tạo ra mức cản nó phải sập và rất là thảm. Tuy nhiên đấy chỉ là một con sóng hồi mà thôi. Do vậy rất nhiều người bây giờ đang chờ đợi giá vàng lên cao, rất cao để bán ra. Đấy là một cái chiến lược. Còn có những người thì sao ạ, chờ đợi mua vào để họ có thể gì ăn chốt lời khi mà đạt được các cái đỉnh thì vùng thêm được 200-300 giá. Thì đây là những cái mà chiến lược mà thôi. Do vậy những người mong muốn bán ra ở các cái mốc dài hạn thì hầu hết là những người thì họ có nhiều tiền, họ có xu hướng đẩy ra. Và ngược lại, có những người thì sao ạ, có các cái số vốn hạn hẹp thì người ta mong lướt sóng 5-10 giá và hầu hết người ta sẽ bị gặp tai nạn. Đó. Do đó chúng ta mới hiểu rằng là mỗi một phong cách trade nó phụ thuộc hoàn toàn vào số vốn. Số vốn nhỏ sẽ có được các tư duy của việc trade lướt sóng, số vốn lớn người ta sẽ tích lũy. Do vậy cái câu hỏi đặt ra là gì ạ, chữ sẽ tốt hơn hay là lướt sóng sẽ tốt hơn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào các phong cách đi lệnh của chúng ta. Người giàu thì mong muốn gì ạ, chữ lâu dài, và người nghèo thì mong muốn là gì ạ, lướt sóng để kiếm được một chút. Nhưng thực ra là chúng ta không phân biệt được như vậy, bởi vì mới có một cái bài khá là thú vị trong Cà Phê F, có một cái bài của tập đoàn phá sản vì bán dầu, đúng không ạ, rất nhiều các cái doanh nghiệp phá sản, đúng không ạ, về bán dầu. Có thể gì ạ, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy những quỹ đầu tư, đúng không ạ, 1100 công ty có thể phá sản ngành dầu mỏ Mỹ đang đối mặt với ngày tận thế rất nhiều. Số lượng các công ty dầu mỏ có thể phá sản theo từng mức giá dầu, đó là những cái mà thỏa thuận của OPEC cũng không thể chấm dứt sự hoảng loạn. Đây là các mốc giá mà sụt thẳng xuống âm mà chưa bao giờ chúng ta chứng kiến. Chúng ta mới chứng kiến Japan Yen khi mà có sóng thần nó đảo chiều và nó xảy ra khủng khiếp. Nó chứng kiến các phố Wall có những lúc nó rơi điểm lịch sử. Nhưng để chứng kiến một cái sự kiện âm như thế này thì thực sự là chúng ta bây giờ mới được chứng kiến. Rất nhiều các cái tin tức nó liên quan đến ngành dầu mỏ, đúng không ạ, rất nhiều, rất nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy được là rất nhiều tên tuổi, đúng không ạ, công ty dầu mỏ hàng đầu Singapore sự thịnh vượng giả tạo khiến HSBC cùng nhiều tên tuổi sắp mất trắng 3 tỷ đô như thế nào. Đây là một cái ông Lim OK, đúng không ạ, hôm qua có một cái bài báo này khá thú vị khi mà ông ta nói rằng ông ta giấu việc là mua dầu, đúng không ạ. Ai cũng dự đoán là giá 20-24, ngay cả bản thân tôi cũng thế, đưa ra các mốc giá là gì ạ, là giá để chúng ta mua. Nếu chúng ta không cắt lỗ thì chúng ta hoàn toàn có thể mất rất nhiều tài sản. Do vậy chúng ta sẽ biết được là các cái mô hình về giá rất là khủng khiếp. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được các cái cách đã từng xảy ra, đó là giá đã giảm nhưng nhu cầu lại giảm mạnh nữa, khiến cho sự cộng hưởng và giá nó càng xuống sâu hơn nữa. Do vậy là chúng ta có thể lựa chọn những cái cách để chúng ta đầu tư hoặc là xem xét về giá dầu. Ngoài ra chúng ta lại xem xét giá dầu, giá vàng, và bây giờ chúng ta quay lại đến cái giá Bitcoin. Các mốc của giá Bitcoin trong dài hạn chúng ta cũng nhìn thấy,
đúng không? À. Vùng 3.660 cũng là một cái mốc test của thấp trong đỉnh lịch sử khi mà nó rớt thảm. Sau đó nó về các vùng 19.370 và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước là 13.759 và các vùng 10.832. Sau đó là gì ở vùng 10.588 và gần đây nhất đó là các cái đỉnh tiếp theo của là 9.125 là mức cao cao nhất, và cái cây nến này nó chinh phục ở các vùng 7.906, đúng không ạ? Đang là một cái cây nến mà sẽ dự kiến là sẽ tạo ra các mô hình chu kỳ giá xuống. Trong trường hợp nó không vượt lên thì chắc chắn là gì sẽ bị đánh xuống. Nó liên quan nhiều đến các vấn đề gì các quỹ, các cá mập họ sẽ đưa ra các cái mốc chốt lời khi mà họ đã mua và trữ rất lâu. Họ trữ ở các cái vùng như là 2978, họ trữ ở các vùng 3710. Đừng nghĩ rằng họ lướt sóng mà họ trữ hàng năm, họ trữ cả tháng, cả mấy tháng, mấy quý, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Cái việc chúng ta thấy được là nếu trong trường hợp họ trữ ở các vùng 3808 để lên được vùng 89 hoặc là 9706 hoặc là ở các mốc như 1394 cộng hưởng với halving thì chắc chắn là sẽ có cái cú xả rất là khủng khiếp. Thì đây là những cái tiên đoán mang tính chất là gì ạ? Thời sự, mang tính chất là gì ạ? Đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể thoát. Nhưng với số vốn của chúng ta thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn các điểm vào lệnh hay là cắt lỗ dựa theo phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật mà chúng ta đưa ra. Ví dụ các phân tích kỹ thuật đưa ra là các mô hình về giá ở vượt qua 73, 74 thì lập tức là sẽ có chinh phục ở vùng 76, 86. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể xem xét cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể mua với cái số vốn nhỏ. Từ đó chúng ta có được cái mô hình chữ. Và khi mà các cái mức giá ở đây nó đã test rất là nhiều, đúng không ạ? À, vùng 71, đúng không ạ? Vùng các vùng như là các vùng trên đây là 7903 thì hoàn toàn là gì ạ? Mức này nó phải chinh phục thì mới có thể lên được. Thì trong cái Facebook của tôi vẫn đưa ra các giải pháp là mua ở các vùng giữa Bollinger Band, giải giữa của Bollinger Band cộng với lại vùng Ichimoku, tức là vùng 7266 vẫn là một cái điểm mua tốt. Do vậy những thành viên mà có thể bán ra ở các vùng đỉnh thì hoàn toàn có thể gì ạ? Chờ các công việc mà gì ạ? Vùng 7274 để chúng ta mua vào. Tuy nhiên trong lúc này thì rất là khó có thể gì ạ? Có điểm để vào giá lệnh mua. Do vậy chúng ta phải kiên nhẫn để chờ đợi để chúng ta có được các điểm mua tốt hơn. Còn Ether thì sao ạ? Ethereum trong lúc này cũng đạt được các cái sự cộng hưởng giống như các bài phân tích trước của tôi, đúng không ạ? Bitcoin nó đã tạo ra các cái xu thế và hiện tại là các cái đỉnh sau nó đã bắt đầu cao hơn đỉnh trước rồi, đúng không ạ? Nó tạo ra một cái xu thế. Tuy nhiên nó sẽ chạm vào các mức cản, các mô hình nêm và các cái trend, đúng không ạ? Trend line, nếu hai đường nó song song chúng ta đã có một cái trend line thì chắc chắn sẽ có một cái xu thế chạm vào cái trend, sau đó tạo ra một cái mô hình nêm. Nếu trong trường hợp vượt qua, nó sẽ hoàn toàn phải chinh phục các cái mốc ở trong vùng 198. Đây là những cái phân tích của tôi cho cái việc là mua Ether trong lúc này. Thì để có được thêm thông tin, chúng ta có thể tham gia các cái kênh hoặc là theo dõi Facebook hoặc là kênh YouTube của David, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể biết thêm thông tin để chúng ta chọn lựa các cái mô hình đầu tư sao cho hiệu quả và an toàn. Giá dầu sẽ xuống âm 100, cảnh tượng gây sốc trên thị trường dầu thô tuần này là ngạc đã gây ngạc nhiên cho toàn bộ thị trường. Hợp đồng tương lai dầu thô đã giảm xuống, đúng không ạ? Đây là những cái mà chúng ta tổng kết lại tuần qua. Paul Sankey, tổng giám đốc của Mizuho Group cho biết nếu giá dầu hiện tại rất xấu thì tháng tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Ông này ông nói là sẽ còn tồi tệ hơn. Do vậy những người trữ thì sẽ rất lo lắng, đúng không ạ? Đây là các chuyên gia họ dự báo thôi, khiến cho chúng ta hoảng loạn. Có những người trữ được ở giá 19 và bây giờ người ta cũng chưa dám bán ra, nhưng mà nghe những tin này thì người ta có thể chốt lời. Biết đâu chốt xong lại không mua được giá thấp nữa, đúng không ạ? Tuần này giá tiêu cực dầu đầu tiên cho lịch sử của giá dầu. Vấn đề trước mắt là thị trường là ở cơ sở hạ tầng và sự tồn kho. Đấy, tôi đã vẫn nói về cái vấn đề tồn kho quá nhiều, đúng không ạ? Không còn chỗ chứa nữa, đúng không ạ? Khiến cho gì ạ? Chẳng còn cách nào khác cả. Do vậy lượng sản xuất ra để dư thừa, do vậy là không sản xuất được nữa, kể cả nguồn cung quá nhiều, do vậy là gì ạ? Giá dầu dập thảm. Hiện tại có khoảng 40 triệu thùng dầu được vận chuyển từ Ả Rập đến Hoa Kỳ, do đó giá dầu có thể giảm xuống giá trị âm một lần nữa. Đấy. Thế thì cái câu chuyện này nó có thể nói rằng là giá là sự nhắc lại của quá khứ, do vậy chúng ta có thể thấy
cái hiệu ứng của việc giảm giá là hoàn toàn có thể xảy ra. Thì hy vọng rằng các cái thành viên đang chữ dầu và đang nghiên cứu thì chúng ta phải cân nhắc rất nhiều cái lựa chọn của mình. Trên đây là các bản tin của David trong cái kênh Thế giới đầu tư. Hẹn gặp lại mọi người ở các bản tin tiếp theo. Xin được cảm ơn mọi người.